Hello các bạn nha, hôm nay thì em tiếp tục trở lại hệ thống xe máy Hiếu Thành Phát cũng như là cập nhật giá tháng 8 những cái dòng xe trong cửa hàng cho anh chị các bạn mình nha. Hôm nay tiếp tục đồng hành với Thu Hiền nữa kìa. Thu Hiền ngồi trên xe luôn. Hello, Thu Hiền xin chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã click vào kênh Mình Mô Tô Xem Xe và cảm ơn cả nhà đã click vào kênh video này của Thu Hiền ha. Thì giữa tháng 8 này Thu Hiền xin cập nhật những cái dòng xe đang được hot tại cửa hàng Hiền. Thì rằng là giữa tháng 8 này giá xe cực kỳ sốc hơn mọi người đã xuống giá. Thì như cái con Hiền đang ngồi đây nó cũng xuống giá 500 so với tuần trước đó mọi người. Thì cái con Hiền đang ngồi đây hiện tại giá xe này á, đã bao gồm màu sơn thì nó chỉ có là 40.500.000 thôi à. Đã bao gồm màu sơn mọi người. Ngoài màu ra bên sơn hả? Dạ đúng con rồi. Con này anh. Bán ABS luôn nè. Dạ đúng rồi anh. Cái con này chỉ bên Hiền chỉ có 40.500.000 thôi mọi người. Ai có mua xe này thì cứ inbox riêng cho Thu Hiền ha. Chỉ cần 4 triệu là lấy xe về luôn. Ngoài ra bên Hiền còn bán rất là nhiều màu nữa. Để được tư vấn nhiệt tình thì cứ inbox riêng cho Thu Hiền qua Zalo ha. Rồi, số Zalo của Hiền có để trên màn hình á. Rồi ngoài ra bên Hiền hôm nay rất là nhiều dòng xe đã được trưng bày lên đây. Như ngoài là... cái màu này là mình còn màu nào nữa không? Có anh, bên em còn nhiều màu ở dưới kho. Để chút xíu đi. Dạ, chút xíu nữa Hiền quay sơ cho mọi người xem ha. Thì bây giờ Hiền vào trực diện thì quay xe chia và sau mic trước ha. Khi các bạn liên hệ mua xe em có được hỗ trợ giảm giá xe thêm nữa không em? Có anh. Mọi người yêu thích Thu Hiền á, nên trực tiếp gặp Thu Hiền, cứ nói đến cửa hàng có nói từ Thu Hiền á, thì được giảm từ 500 đến 1 triệu tùy phong cách mua hàng. Ngoài ra những cái thiết bị như là lắp mâm đồ chơi cho xe á, cuộc đồ những cái này có từ Thu Hiền luôn, sẽ được giảm 50% nha mọi người. Rồi những cái phụ kiện này sẽ được giảm 50% hết trơn cho mọi người ha. Hàng bên Hiền là hàng công ty loại 1 nha mọi người. Màu sơn này mình bảo hành đầy đủ ha. Dạ đúng rồi anh, bảo hành cho mình 2 năm nhé. Bên Hiền khẳng định ra cà vẹt đúc màu cho mọi người luôn. Dạ. Cái này là ABS, còn CBS thì bên Hiền có bán luôn nha. Ai không thích ABS, bên Hiền có CBS luôn. Rồi, Hiền xin giới thiệu những cái xe nhập khẩu bên Hiền ha. Nhập khẩu bên Hiền đợt này có xe là nhiều dòng xe mới ra đời. Thì Hiền những cái xe này là xe côn, không lạ lầm gì với mọi người nữa ha. Cái xe này là xe chia. Xe chia bên Hiền, những cái con này là giá hiện tại bây giờ chỉ có 57 triệu thôi nha mọi người. Đã bao gồm màu sơn ha. Màu zin của nó thì rẻ hơn đó mọi người, màu zin của nó chỉ có 55 thôi. Bên Hiền đang được lắp những cái phụ kiện lên đây. Đó. Ai có yêu thích xe này thì nhắn tin riêng cho Hiền ha. Rồi ngoài ra rất là nhiều màu này mọi người. Sonic nhiều em cập nhật cho anh luôn. Sonic như cái con này đợt này giá siêu Sonic á thì 60 triệu anh. Đáp 60 em. Honda Sonic các bạn. Dạ đúng rồi. Màu tất cả màu này là mình đều đồng giá là có chênh lệch. Nói chung là màu 3D thì nó đều đồng giá như nhau. Thì có màu zin thì nó nằm ở mức là 58 thôi anh. Dạ, màu zin. Mâm này là mâm zin nha mọi người. Ai mà thích mâm này sơn màu hồng thì bên Hiền có làm cho mọi người luôn ha. Rồi, xe chia đều đồng giá như nhau là 57 mọi người. Các bạn cùng tham khảo màu nha. Dạ, cái con này là xe chia chính hàng này mọi người. Chính hàng thì nó có hai cái đèn khác ra, ngoài ra thì nó không có gì khác hết á. Nếu mà thích mua chính hàng mà bên Hiền kích hợp vào trong đó là bên Hiền có làm luôn ha. Những cái con này ra đề xuất bên Hiền á, màu zin của nó là 52, còn màu 3D của Hiền hiện tại cái con này nằm ở 54 nha mọi người. Chính hãng là nó có hai cái đèn. Giá nó thấp hơn tư nhân. Thấp hơn mà được bảo hành toàn quốc anh. Và tư nhân chỉ bảo hành tại cửa hàng Hiền thôi. Dạ. Rồi, ngoài ra những cái màu tư nhân hay chính hàng đều nhiều màu giống như nhau hết á. Đây là Sonic. Sonic này mọi người. Các bạn mình tham khảo màu nha, thích màu nào thì mình cứ liên hệ ngay qua số điện thoại cho màn hình để gặp Thu Hiền nha. Mọi người ơi, bên Hiền có bán màu zin nha. Tại vì khách hàng bên Hiền cứ yêu thích màu 3D nên Hiền trưng diện màu 3D bên đây. Còn màu zin Hiền ở dưới kho hoặc là trong những cái màu bảng màu ở đây không có những cái màu nào mà khách hàng yêu thích á thì cứ inbox coi cho Hiền, Hiền sẽ gửi bằng màu cho mình lựa chọn ha. Rồi bên Hiền có đặt lịch theo màu sơn của khách hàng yêu thích này nha. Còn con rider trong đó kìa, màu đẹp em rider này, em rider này bên Hiền mới đổ, em rất là đẹp luôn mọi người. Màu sắc nó không có bị chói lóa mà rất là hài hòa, nhìn rất là sang á mọi người. Thì cái con này nằm ở mức là chỉ có 51 triệu thôi. Mua góp trực tiếp là trước cho Hiền 56 triệu là lấy xe về nha. Muốn kết hợp cái đèn trước đèn sau vào như cái con xe kia đó bên Hiền có làm luôn nhá. Rồi kết hợp những cái phụ kiện này kia gặp Hiền sẽ được giảm 50% nha mọi người. Những cái đèn này này. Gặp Hiền, gặp trực tiếp Hiền được nhiều cái lợi thế lắm. Ok, nó có màu này anh trông thấy đẹp quá em ơi. Dạ, màu này bên Hiền mới đồ lên anh. Quá đẹp, muốn ngắm hoài luôn các bạn ơi. Đẹp thật á. Tem này bên Hiền là sơn lên nhá, không dán nha mọi người. Sơn lên nhá. Rồi mâm này là mâm zin luôn. Bên này cái màu này mà các bạn mình theo ý anh là mình đi cái mâm bạc á các bạn.
Dạ, cái màu bạc như thế này luôn nè. Sơn mắm bạc bên Hiền có làm luôn đó mọi người. Hoặc là mắm đen, mắm đen thì bên Hiền cũng có luôn, có chơi luôn. Mắm bạc hoặc là mắm cam, mắm cam theo cái tem ấy em. Màu cam này cũng đẹp ha. Dạ, giống như con Sonic lúc nãy á. Giá cực kỳ thấp luôn nha các bạn. Đúng rồi, gặp tiếp Thu Hiền sẽ được giảm 500 đến 1 triệu nha mọi người. Tiếp theo cập nhật cho anh Vario 160 luôn đi em. Dạ rồi, ok. Quá trời màu luôn các bạn ơi. Dạ. 160 đợt này có xuống hoặc là lên gì không em? Đợt này có xuống so với tháng trước anh, nói chung tháng 8 này giá xe nào cũng xuống hết á. Với cái con Vario bên Hiền, nói chung là Vario 160 bên Hiền đang trưng diện đây là màu này là màu 3D hết đó mọi người. Màu zin bên Hiền có bán nhưng mà đâu ở dưới kho ha. Thì những cái dòng xe này á bên Hiền rất là mềm luôn. Để mềm hơn nữa là khi gặp Thu Hiền ha. Đây, rất là nhiều dòng xe. Mấy cái con trong này là ABS. Hiện tại những cái con màu này là được Hiền giá xe là 63 triệu. Hồi trước là 65 triệu 500 đúng không? Bây giờ xuống 2,5 anh là 63 triệu. 63 là bản ABS. Đã bao gồm ABS, đã bao gồm màu sơn nha mọi người. Màu sơn. Dạ đúng rồi. Đã bao gồm màu sơn màu ha. Màu zin nó là thấp hơn nhiều em. Màu zin nó chỉ có là 60 triệu. 60-61 nha. 60-61 đúng rồi anh. Những cái màu này chỉ có, nói chung là gặp Thu Hiền chỉ có 62 triệu thôi. Nói chung là 62 triệu đi. Rẻ hơn cho khách hàng 1 triệu nữa. Cái bản CBS là chắc hẳn là rất rẻ hơn. Dạ đúng rồi anh. CBS này ngoài CBS, những cái con CBS thì bên Hiền á, màu zin của nó là 52, còn màu 3D là 54 nha mọi người. Gặp Thu Hiền sẽ được giảm thêm 1 triệu nữa nhé. Những cái màu này. Mua góp thì đơn giản, ví dụ như CBS thì mua góp chỉ cần 10 triệu là lấy xe về rồi à. ABS thì 15 triệu nha mọi người. Rất là nhiều màu này mọi người. Các bạn cùng tham khảo màu nè. Dạ, ngoài ra bên Hiền còn rất nhiều màu này nha. Bên Hiền có bán màu zin ở dưới kho nha mọi người. Ở đây có một em nhỏ nhỏ xinh này cập nhật cho anh luôn em. Genia. Honda này, cũng Honda luôn các bạn. Honda Genia, xe này xe nhập nguyên con từ nhà máy sản xuất ở bên Indo về nha mọi người. Cái con này nó là 110cc phân phối. Cái con này bên Hiền đang ở mức giá là 34 triệu 500. Ngoài ra màu này bên Hiền còn nhiều màu khác nữa, như màu trắng đỏ hay là màu xanh đen gì bên Hiền đều có hết á. Ai có yêu thích màu này thì cứ inbox cho Hiền ha. Nó rất tiết kiệm xăng nguyên liệu cho mình luôn. Và rất là nhỏ nhắn xinh xắn đó mọi người. Con này như là có cổng sạc điện thoại ở trong cái có cốp xe không em? Có cốp xe đây này anh. Có cốp xe, cốp xe của nó rất là bự luôn mọi người. Này có sạc dự phòng ở đây. Đó. Nó là xe nhập khẩu cho nên máy móc cũng rất là ok ấy, mọi người. Có cổng sạc, giờ cổng sạc đấy các bạn. Cốp xe của nó rất là to. Ví dụ như ai mà ở thành phố đi cái xe này luồn lách những cái hẻm nhỏ rồi là cua này kia rất là dễ dàng á mọi người. Genio nha các bạn, nhập khẩu Indo. Xe nhập khẩu Indo ha. Rồi ngoài con ra này chạy rất tiết kiệm xăng lắm đúng không em? Dạ, có tiết kiệm lắm anh. Tiết kiệm. Có các bạn sử dụng rồi đó các bạn. Dạ. Chạy tiết kiệm xăng. Tiết kiệm xăng lắm mọi người, nhỏ rồi còn xinh xắn. Đợt này bên Hiền có bán xe Vision, mà xe Vision giá cũng rất là mềm luôn anh. Vision giảm nghe nói giảm, là giảm giảm sốc luôn đó mọi người. Các xe bên Hiền từ 38 triệu cho đến 40 triệu tùy màu. Phiên bản mắc nhất là 40 triệu, còn phiên bản là chìa khóa thông minh mà màu thường á là chỉ có 38 triệu thôi. Và gặp trực tiếp Thu Hiền rẻ hơn nữa mọi người. Rẻ hơn nữa. Rồi ok. Tiếp theo ở đây thấy còn CBR Moto mọi người. Moto cái con này em này cũng là nhập khẩu Indo luôn đó mọi người. Thì cái con này ở mức là 66 triệu thôi à. Bên Hiền có màu đen nhám, màu đỏ đen nữa mọi người. Gặp trực tiếp Thu Hiền sẽ được giảm nha. Rồi cái con này á mua góp chỉ cần trả trước cho Hiền từ 20 triệu trở lên là lấy xe về mọi người. Con này bản HRC nha các bạn. Dạ đúng rồi. Bản cao bên nhất Hiền, trong bên cốc. Hiền mô tô cũng nhiều dòng xe lắm nhưng mà ai có thích xe nào thì cứ inbox riêng cho Thu Hiền thôi. Đó. Dạ. Ngoài ra thì Vario 125 là còn nha các bạn. Đúng rồi, 125 là còn nữa. Vario 25 bên Hiền á giá đề xuất từ 51 triệu 500 đến 53 triệu 500 tùy màu nha mọi người. Rất là nhiều màu bên Hiền chưa trưng diện lên hết tại vì hôm chủ nhật giờ bán nhiều xe quá bên Hiền chưa có trưng. Còn list luôn nè các bạn ơi. Dạ. Còn list luôn ha. À. Ngoài ra bên Hiền bán rất là nhiều dòng xe Ed rồi là Hiền giới thiệu Vario trước ha. Vario 125 giá đề xuất bên Hiền từ 51 triệu 500 đến 53 triệu tùy màu nha mọi người. Đây, những cái màu Vario. Ngoài ra những màu này bên Hiền còn rất là nhiều màu khác nữa. Chưa có lắp dàn áo lên kịp ấy. Bên Hiền còn bán Ed này, rồi Winner này, rất là nhiều dòng xe luôn á. Ai có nhu cầu mua xe thì cứ inbox cho Hiền hoặc là người thân gì cứ inbox cho Hiền ha. Dắt người thân đến sẽ được giảm tiền xăng xe đi lại cho mọi người hoặc tiền hoa hồng. Rồi ngoài ra gặp trực tiếp Thu Hiền sẽ được giảm từ 500 đến 1 triệu tùy phương cách mua hàng. Ngoài ra phụ kiện lắp được giảm 50%. Gặp Hiền thì được nhiều quà chương trình khuyến mại hơn nữa là suất ưu đãi.
trả trước cho Hiền 40% để nhận được cà vẹt gốc. Bên Hiền làm biển số các tỉnh thành ra cà vẹt đúng màu cho mọi người ha. Thủ tục mua gốc rất là đơn giản thôi, chỉ cần có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gốc là mua gốc được rồi mọi người. Ngoài ra mình có giấy tờ thứ hai như là bằng lái xe, bảo hiểm y tế của công ty hoặc là giấy phép lái xe, hộ khẩu là mua gốc thì dễ dàng hơn nữa. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Thu Hiền. Nếu cảm thấy hay thì like cho Hiền nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình tiếp theo nha. Bye bye.